Ngày 7 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 tại Điện Kremlin. Sau lời tuyên thệ, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu nhậm chức trước hàng nghìn quan khách. Ông tuyên bố nước Nga sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Nga sẽ thực hiện các kế hoạch dài hạn cũng như các dự án quy mô lớn nhằm đạt được các mục tiêu phát triển. Ông nêu rõ rằng, một cuộc đối thoại giữa Nga và phương Tây bao gồm vấn đề an ninh, ổn định chiến lược chỉ có thể diễn ra trên phương diện bình đẳng, chứ không phải là từ vị thế sức mạnh. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow sẽ cùng các đối tác trong hội nhập Á-Âu và các trung tâm phát triển có chủ quyền khác để hình thành một trật tự thế giới đa cực, một hệ thống an ninh bình đẳng và không thể chia cắt.